Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này vợ nó phải đỡ hơn mày. Đồng đồng vui nhá vậy. Phúc nhá. Nhưng mà tứ nhá. Vợ tôi phải khác. Có vợ. Chúc mừng bạn nhá. Đừng có dỗi nhá. Tôi. Không dỗi. Vợ dỗi. Ba chén làm nào. Gọi ra nhá tứ nhá. Có vợ rồi. Có vợ rồi phải khai chứ dối gì. Tớ không bị mời chứ không đến rồi. Nó không dối gì. Đúng rồi. Chắc là mọi người theo không mời thôi. Tớ đến này. Nó nói chuyện với tao đánh thì nó không mời tao. Bây giờ không có số mà mời trên phay đúng không? Mời trên phay là sao? Mời trên phay rồi. Bây giờ thời đại công nghệ. Nhá, chào chú rể nhá. Chào chú rể nhá. Đẹp luôn đi. Nếu mà tính toán đẹp trai hơn mọi ngày. Bạn bè với nhau rủ nó xuống thăm riêng rồi.